Mình có một suy nghĩ như thế này. Mitsubishi Triton là một chiếc xe ấn tượng trong phân khúc. Nhưng dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì Triton cũng không thể nào lấy được ngôi vương của Forerunner. Chúng ta đã có những hình ảnh hoàn thiện, gần như là hoàn thiện của chiếc Mitsubishi Triton 2023. Và chiếc xe này cũng đã ấn định ngày ra mắt là ngày 26 tháng 7 tại Thái Lan. À, và cũng đừng quên rằng chiếc Mitsubishi XFC, chiếc xe đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng sẽ ra mắt ngay sau đó vào tháng 8. Và WhatKVN sẽ cố gắng đưa những hình ảnh sớm nhất, những hình ảnh đẹp nhất về chiếc xe này tại buổi lễ ra mắt. Đừng quên theo dõi WhatKVN để đón chờ những video đầu tiên của bản XFC thương mại nhé. Quay trở lại với chiếc Triton, đừng để ý chiếc Raptor ở đây, nó đứng đây làm cảnh thôi. Thì qua những hình ảnh trailer mặc dù rất tối nhưng chúng ta cũng thể nào đó mường tượng được ra chiếc xe này ngoài đời thật. Chúng ta có thể thấy ngay được cái thiết kế Dynamic Shield hiện đại hiện diện trên Triton 2023 giống như là XFC hay là chiếc Outlander đang được đồn thổi sẽ ra mắt sớm tại Việt Nam. Ở phần đầu xe chúng ta có một thiết kế vuông vức với mặt lưới tản nhiệt cỡ lớn này, với đèn chiếu sáng chính cỡ lớn hình chữ T, đèn định vị ban ngày là một dải LED nhỏ nằm phía bên trên, lưới tản nhiệt vuông vức với 3 thanh ngang và ở phần bên dưới cản có hai cái ô giống kiểu ống xả, giống như chiếc Expander Cross mới ra mắt. Và không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mình khi thấy chiếc xe này, mặc dù là bản, có thể nói là bản demo chưa phải chính thức, nhưng mình đã liên tưởng ngay chiếc xe này với một cái gì đó rất giống Santa Fe Line với cả BMW M4. Theo như quan sát của mình thì Triton 2023 sở hữu bộ mâm 19 inch, một kích thước cũng gọi là tiêu chuẩn trong phân khúc xe bán tải. Nhích lên một chút, chúng ta thấy vòm bánh xe nở rộng ra, chuẩn theo phong cách xe địa hình. Và cùng với đó chúng ta có một cái ốp vè lốp viền đen, giống như là một phiên bản đặc biệt. Nó là mình liên tưởng đến chiếc Navara Pro 4X so với Navara bản thường. À, nhân tiện, Triton đời này dựa trên nền tảng của chiếc Navara. Điều này sẽ giúp cho Triton có chiều dài cơ sở lớn hơn, từ đó có một không gian nội thất lớn hơn và cùng một thùng hàng cũng to hơn. Nhưng nó lại làm mất đi hai ưu điểm vốn có của Triton từ trước đến nay. Một là bán kính quay đầu nhỏ nhất phân khúc, và hai là cái đường Z-Line ở hàng ghế sau. Nếu như các bạn đã theo dõi Triton từ lâu rồi thì sẽ biết là Triton đặc trưng là cái đường Z-Line đấy, giúp cho độ ngả ở hàng ghế sau trở nên thoải mái hơn so với những đối thủ cùng phân khúc. Mà nay, theo như mình quan sát thì cái đường Z-Line đấy, khi mà dựa trên nền tảng của chiếc Navara, Triton 2023 đã biến mất cái đặc trưng đó. Phần đuôi thay đổi đôi chút với đường gân dập nổi tạo sự mạnh mẽ. Cụm đèn hậu thì vẫn là những ô vuông chia từng đèn báo một, nhưng cái dải LED đã chuyển từ hình móc câu sang hình chữ T. Là một thế hệ hoàn toàn mới nên tất nhiên ngoại hình đổi mới thì nội thất cũng phải mới. Theo như quan sát thì nội thất của Triton 2023 được bọc bằng một vật liệu mềm mại hơn, tạo sự cao cấp. Và thật thú vị khi chiếc Expander Cross 2023 lấy vô lăng của Triton, trong khi Triton 2023 thì lại lấy vô lăng có thiết kế theo như mình nhìn thì lại giống chiếc Expander. Đó là vô lăng 3 chấu và tất nhiên là tích hợp rất nhiều nút chức năng. Chúng ta không thể thấy được là màn hình giải trí trung tâm này đã được đặt nổi, và kích thước theo mình nghĩ thì nó sẽ khoảng đâu đó 9 inch. Cá nhân mình thì mình không thích cái màn hình giải trí trung tâm đặt nổi như thế. Rồi, đi xuống bên dưới một chút. Bên dưới cửa gió điều hòa chúng ta có những phím cơ học, thiết kế giống như phím piano. Núm xoay điều chỉnh các chế độ của hệ thống Super Select 2 chắc chắn là phải có, một cái đặc trưng vốn có của những chiếc xe SUV hay bán tải của Triton. Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ, cần số vẫn là cần số truyền thống, nhưng theo mình thấy thì cần số đấy khả năng cao là cần số điện tử chứ không phải là cần số cơ. Hệ thống an toàn thì chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng hệ thống truyền động thì chúng ta đã có những thông tin được leak ra rằng chiếc xe này sẽ sử dụng khối động cơ dầu 2.4 lít mã hiệu là 4N16. Hiện tại chiếc Triton sử dụng động cơ 4N15 cho ra công suất ở đâu đó 180 mã lực và 430 Nm moment xoắn. Nhưng nếu chuyển sang khối động cơ 4N16 thì theo như mình tìm hiểu thì khối động cơ này sẽ chỉ cho ra đâu đó khoảng 130 mã lực và 370 Nm lực kéo. Và nếu như Triton sử dụng đúng hệ chuyển động này và đúng những cái con số sức mạnh này thì thực sự là rất khó cho Triton khi cạnh tranh trong phân khúc, khi 130 mã lực và 370 Nm lực kéo là một con số khá là khiêm tốn. Không, nó rất khiêm tốn trong phân khúc xe bán tải hiện tại.
Theo như mình tìm hiểu, 4N16 chỉ cho ra công suất có nhỏ nhỏ xinh xinh như thế. Mục đích là để đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cũng như khối động cơ này sinh ra với mục đích là phục vụ cho những thị trường yêu cầu sự tiêu hao nhiên liệu thấp nhất có thể. Không biết là khi về Việt Nam thì khối động cơ này sẽ sản sinh ra được mức công suất bao nhiêu, khi mà chúng ta biết rằng Việt Nam những con số là khá là quan trọng. Cũng như như mình đã nói bên trên ấy, Navara bây giờ đã nở ra hơn, đã to hơn và khả năng cao cũng sẽ nặng hơn. Vậy thì 130 mã lực và 370 Nm moment xoắn có đáp ứng được cái khả năng vận hành vốn đã rất ấn tượng của Triton từ trước đến nay hay không? Đó là những suy nghĩ của mình về những thông tin mà chúng ta biết được về Triton 2023. Quay trở lại nhận định ban đầu của mình ở đầu video, mình đã nói cái câu này rất nhiều lần rồi. Bao giờ có một chiếc xe bán tải mà đẹp hơn Ranger, rẻ hơn Ranger và nhiều trang bị như Ranger thì lúc đấy Ranger mới lo bị mất đi ngôi vương của mình. Thực ra mọi người cứ bảo là Ranger bị lỗi này nọ, nhưng những phiên bản, những chiếc xe bị lỗi của Ranger tập trung chủ yếu ở những phiên bản cao. Trong khi đó Ranger tại Việt Nam doanh số bán chủ yếu của nó ở những bản thấp. Và nếu như bạn không biết thì đừng quên rằng Ranger tại Việt Nam có đến 7 phiên bản, và nếu tính cả bản Raptor thì là 8 phiên bản cơ. Vậy nên sẽ rất khó cho Triton có thể lật đổ được ngôi vương. Và mình nghĩ vị trí thứ hai là phù hợp với Triton. Và từ nay đến lúc đấy, nếu có bất kỳ thông tin gì về chiếc Triton, chúng mình sẽ cố gắng đưa đến cho các bạn. Và bạn nghĩ sao về Triton và những thông tin mà nó đã lộ ra? Bạn nghĩ rằng Triton có tạo nên cơn sốt tại Việt Nam giống như một cách nó đã làm ở thế hệ trước hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, share cũng như subscribe cho HKVN để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.